chào các bạn đang xem chuyên mục điểm tin thể thao cuối tuần của chúng tôi hôm nay. Vậy là lại một tuần nữa trôi qua với vô số sự kiện nóng bỏng diễn ra trên sân bóng. Cuối tuần này, người hâm mộ bóng đá lại tiếp tục được tận hưởng không khí sôi động trên khắp các sân cỏ châu Âu. Lúc này, nước Anh chắc chắn đang thu hút nhiều sự chú ý nhất với hàng loạt trận cầu hấp dẫn. Tiếp nối sự gây cấn và bất ngờ của derby thành Manchester tuần trước, giải Ngoại hạng Anh tuần này lại tiếp tục nóng bỏng với trận derby thành London giữa Chelsea và Arsenal vào lúc 18:45 tối thứ Bảy. Mặc dù Arsenal ở thời điểm hiện tại không thể so sánh với những mùa giải trước, nhưng tính hấp dẫn của trận derby kinh điển này là điều không phải bàn. Lúc này, Chelsea dưới thời huấn luyện viên Philippe Bot đang thể hiện phong độ khá ổn định với 19 điểm, kém đội dẫn đầu Manchester City 6 điểm. Tuy không thi đấu chói sáng ở thời điểm hiện tại, nhưng với bản lĩnh và kinh nghiệm của những cầu thủ hiện có, The Blues sẽ khiến bất cứ đối thủ nào cũng phải dè chừng. Chelsea sẽ chào đón sự trở lại của Fernando Torres sau khoảng thời gian thụ án phạt. Torres dường như đang trở lại phong độ đỉnh cao với việc tỏa sáng trong những trận vòng bảng Champions League gần đây và nếu như tiếp tục nổ súng trong trận derby sắp tới. El Nino sẽ khẳng định được đẳng cấp thực sự của mình. Tuyến giữa của Chelsea lúc này cũng đang trở nên giàu sức sáng tạo với sự bổ sung tiền vệ của người Tây Ban Nha Juan Mata. Sức tấn công của Chelsea do đó chắc chắn sẽ rất đáng gờm. Về phía Arsenal, sau khoảng thời gian tệ hại ban đầu, các học trò của huấn luyện viên Arsene Wenger đang có sự cải thiện đáng kể với 3 trận thắng liên tiếp, tiếp cận gần top trên với 13 điểm và vị trí thứ 7 trên bảng xếp hạng. Gương mặt đáng chú ý nhất bên phía các pháo thủ hiển nhiên là thủ quân Van Persie. Có lẽ trong lực lượng của Arsenal lúc này, chỉ có Van Persie là ngôi sao thực thụ. Tiền đạo người Hà Lan là người đã góp công đầu trong những chiến thắng gần đây của Arsenal với 4 bàn trong 2 trận gần nhất và anh chắc chắn sẽ tiếp tục là nguồn cảm hứng cho các đồng đội trong chuyến hành quân tới sân Stamford Bridge. Ở các trận đấu khác, quỷ đỏ Manchester United sẽ làm khách trên sân Goodison Park của Everton. Sau thất bại chấn động 1-6 trước Man City, các học trò của huấn luyện viên Ferguson đang cần hơn lúc nào hết một chiến thắng để lấy lại sự tự tin và niềm tin của người hâm mộ. Và có lẽ Everton sẽ là một đối thủ thích hợp vào lúc này. Tuy nhiên, làm khách trên sân của câu lạc bộ vùng Merseyside chưa bao giờ là một nhiệm vụ dễ dàng. Do đó, chắc chắn Rooney và các đồng đội cũng sẽ phải nỗ lực hết mình mới có thể ra về với 3 điểm trọn vẹn. Nhớ đừng bỏ lỡ cuộc đối đầu hấp dẫn này vào lúc 18 giờ tối thứ Bảy nhé các bạn. Đối với Manchester City, các học trò của huấn luyện viên Mancini có lẽ đang bay cao với chiến thắng oanh liệt trước đương kim vô địch MU. Nửa xanh thành Manchester lúc này đang thể hiện một sức mạnh đáng gờm trước phần còn lại của giải ngoại hạng, được thi đấu trên sân nhà và tiếp đón một đối thủ không khó như Wolverhampton. Cộng với việc có đầy đủ lực lượng trong tay, Man City chắc chắn sẽ độc chiếm ngôi đầu thêm một thời gian nữa. Tại La Liga, sự chú ý lúc này hầu như không hướng về Barcelona hay Real Madrid như thường lệ, mà chính là hiện tượng Levante. Đoàn quân của huấn luyện viên Martinez vẫn chưa chịu dừng lại khi đã vượt mặt cả Real Madrid và Barcelona để đứng chiếm trệ ở vị trí số 1 bảng xếp hạng La Liga. Điều đáng nói là họ đã vượt qua lần lượt các thách thức ngày càng gay go và luôn tìm được chiến thắng ở thời điểm cần thiết. Làm khách trên sân Osasuna lúc 0 giờ khuya Chủ nhật rạng sáng thứ hai, không ai có thể đảm bảo Osasuna sẽ không là nạn nhân tiếp theo của các học trò huấn luyện viên Martinez. Ở các diễn biến khác, Barcelona sẽ tiếp đón Mallorca trên sân nhà Nou Camp vào lúc 4 giờ khuya Chủ nhật rạng sáng thứ hai. Các nhà đương kim vô địch dường như đang gặp vấn đề về sức tấn công khi chỉ có được một bàn thắng trong 2 trận gần nhất. Khó khăn càng cao khi tiền đạo Pedro đang bị chấn thương. Tuy nhiên, sân nhà Nou Camp luôn là thánh địa của các học trò huấn luyện viên Pep Guardiola, nên nhiều khả năng Messi và các đồng đội vẫn sẽ giữ được một chiến thắng. Ở vị trí thứ hai, Real Madrid đang thể hiện một phong độ rất cao trong những trận đấu gần đây. Giải Thiên Hà thứ hai đang cho thấy một sự gắn kết đến khó tin giữa các vị trí. Trong bối cảnh đại kình địch Barcelona đang gặp vấn đề về phong độ, chắc chắn cờn trắng sẽ tranh thủ thời cơ để bứt lên tạo khoảng cách với đội đương kim vô địch, đồng thời tạo đà tâm lý cho trận siêu kinh điển vào đầu tháng 12 tới. Phải làm khách trên sân của Real Sociedad lúc 18 giờ tối Chủ nhật. Tuy nhiên, một chiến thắng là điều nắm trong tầm tay của các học trò huấn luyện viên Jose Mourinho.
Thông tin vừa rồi đã khép lại chuyên mục thể thao của chúng tôi ngày hôm nay. Đã đến lúc nói lời tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn vào chương trình tuần sau. Chúc các bạn cuối tuần vui vẻ và may mắn.